Mến chào các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có tiếp tục ra quay trở lại để giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai giống mai ghép hàng cho Tết năm 2024 cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào hợp nha. Rồi. Cho cái đầu tiên mã số 13H bằng cây cúc 150 cánh nha. Rồi. Cúc 150 ha. Nụ quá trời nụ. Quanh được 7. Rồi. Cao 64. Tới ngang 70. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 180.000. Rồi, 180 ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 14H. Rồi. Một cây dẻo siêu nụ. Quanh được 7. Rồi, nụ có cao luôn cô chú anh chị ha. Cao 38, có ngang 68. Cây này để cô chú anh chị giá 150. Rồi, 150.000 bao phí vận chuyển. Rồi, tiếp theo cây mã số 15H. 15H. Một cây cúc vạn phúc. Rồi, cúc vạn phúc. Nụ có không cô chú anh chị ha. Có cũ nha cô chú anh chị, nguyên cũ nè. Thấy ha không? Rồi, thông số luôn ha. Quanh được 8. Cao 54, tới ngang được 53. Cái này để cô chú anh chị 120.000. Rồi, 120, đổi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 16. Rồi. 16H. Một cây cúc vạn phúc luôn. Rồi. Cái này cũng có đế cô chú anh chị ha. À, có quấn đế dưới này nhưng mà cái này gì mình khai thác mình nâng đế thêm ha. Quanh 8. Nụ quá xá nụ luôn. Cao 64. Tới ngang 61. Cái này để cô chú anh chị giá 130. Rồi, đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 17H. 17H, một cây cúc tây thi. Rồi. Cái này hai thân quấn lại với nhau ha, có cũ luôn nha cô chú anh chị. Này quanh nó là mỗi thân là khoảng 5-6 nha cô chú anh chị. Nút nụ cũng khá luôn cô chú anh chị. Cao 62. Tới ngang 55. Rồi. Cái này để cô chú anh chị giá 120. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 18H. Rồi. Một cây cúc không nhị hoàng quyết long. Rồi. Nút nụ có nha cô chú anh chị, chơi tới thoải mái luôn. Quanh được 7. Không nhị hoàng quyết long. Cao 46. 5 dòng lò xo. Tới ngang 49. Rồi. Cái này để cô chú anh chị giá 120.000. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 19. Rồi. H, một cây cúc vạn phúc. Rồi. Đế bí. Hoành 7. Đế bí 4 múi ha. Cao 55. Bí bự luôn, nụ siêu nhiều luôn. Tới ngang 64. Rồi. Cái này để cô chú anh chị giá 150. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 20H. Rồi, 20H. Cúc phượng thanh trân hả em? Dạ. Rồi, một cây cúc phượng thanh trân đế rồng nha cô chú anh chị. Rồi, một cây cúc phượng thanh trân đế rồng luôn ha. Ba lượng cô chú anh chị. Quanh được 9. Rồi, nụ quá trời nụ luôn. Cao 50. Rồi. Tới ngang được 90. Cái này em xin giao lưu cô chú anh chị giá là 250.000. Rồi, 250 bao phí em ha. Dạ. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 21H. Rồi. Một cây cúc 150 cánh. Rồi, cây này liền cốt như cây ghim luôn cô chú anh chị ha. Có cũ luôn. Quanh được 7. Rồi, cũ nè cô chú anh chị ha. Nút nụ thì siêu cao nhiều luôn nha. Cao 69. Siêu nhiều nút nụ tới luôn. Tới ngang 59. Cây này để cô chú anh chị giá 150 thôi. Rồi, đợi cây luôn ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 22H, một cây dẻo siêu nụ. Đế rồng nha. Cái này đế rồng. Ba lượng của chú anh chị ha. Một nè. Một nè ha. Hai nè. Ba lượng nha. Rồi, thông số luôn em. Quanh được 8. Nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Bao cao nụ luôn á. Cao 41. Tới ngang được 63. Rồi. Cây để cô chú anh chị 120 thôi. Rồi, đổi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 23. 23H. Một cây cúc họ hương. Đế gắn. Rồi, đế gắn bự luôn cô chú anh chị ha. Gắn hoành xa cỡ 6. Rồi, nụ nè. Có cao nụ 70. Ha. Quá xá nụ luôn cô chú anh chị, bao nụ luôn á. Cái này em để cô chú anh chị giá là 180.000. Rồi, đợi cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 24. Rồi. H,
một cây cúc tây thi. Rồi. Cái đế quái nè cô chú anh chị ha, gắn nằm nè. Hoành được 8. Rồi. Cao 54. Nụ có ngang được 68. Cái này để cô chú anh chị giá là 150 và cũng là cây clip của em nha. Rồi. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.